Siêu tuyệt vời. Cảm ơn doanh nhân nhóm trưởng, cảm ơn chủ tịch Thanh Tú rất là nhiều. Rất là may mắn khi mà Hà cũng dùng tiềm thức của mình và ra quyết định là mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Bởi vì thực sự là ngày hôm nay trên cái phòng Zoom, hai phòng Zoom, thì Hà rất rất là biết ơn và rất là muốn nói những cái lời biết ơn của Hà đối với câu lạc bộ, đối với thầy Mr. Lê Huy, và đặc biệt là đối với chủ tịch Thanh Tú và chủ tịch Công Minh. Thì lời đầu tiên cũng cho Hà xin được gửi lời chúc năm mới tới tất cả các cô bác anh chị em ngày hôm nay có mặt trong phòng Zoom. Chúng ta sẽ có một cái năm mới huy hoàng và thành công rực rỡ. Rất là xúc động khi mà ngày hôm nay thì Hà được gọi tên, và thực sự là Hà thì chia sẻ với tất cả cả nhà mình đang trong phòng Zoom là Hà thì Hà đang sinh sống ở Hải Dương, và rất rất may mắn khi mà người quý nhân của Hà đã gieo duyên cho Hà biết đến môi trường học tập ở câu lạc bộ cuối tháng 3, và khi mà Hà tập trung là bắt đầu từ tháng 7 năm 2023. Thì thực sự nếu mà nói để thành về thành công của Hà ấy, thì Hà có thể là ngồi chia sẻ một cả ngày luôn ấy, nếu mà nói về thành công. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian không cho phép nên Hà cũng chia sẻ rất là nhanh, ngắn gọn những cái thành công lớn nhất của Hà để truyền thêm những cái niềm tin cũng như những cái động lực để cho tất cả những ai ngày hôm nay mình chưa thực sự tin tưởng và chưa biết để nắm bắt cái cơ hội tuyệt vời này, thì mình hãy biết là mình hãy nắm bắt đến điều này để mình thay đổi chính cuộc sống của mình, thay đổi cuộc đời và thay đổi cả gia đình của mình. Bởi vì điều này ấy, thực sự là Hà thì chia sẻ là trước đây Hà cũng không tin. Hà không tin và Hà phán xét rất là nhiều khi mà Hà biết môi trường này, rồi thậm chí là không biết là có ai giống như Hà không. Hà còn nghĩ là vào đây chia sẻ như vậy là ảo rồi lùa gà này kia đó. Bản thân Hà là chia sẻ thật là trước đây Hà đã từng có những suy nghĩ như vậy, cho nên Hà đã đánh mất cái thời gian của Hà khá là nhiều, nên là giờ nghĩ lại Hà vô cùng là tiếc. Hà thực sự là rất rất là biết ơn khi mà vào môi trường này. Thì đầu tiên Hà cảm nhận được là cái tâm cái tầm và sự nhiệt tình cũng như là ngày đêm chia sẻ rồi trao giá trị của từ từ thầy Lê Huy này, rồi là từ doanh nhân Mít Thanh Tú này, rồi các doanh nhân nhóm trưởng, doanh nhân Mít Bảo Châu và các doanh nhân nhóm trưởng trong nhóm của Hà, ai cũng đều cùng đồng hành với Hà và hỗ trợ Hà ngày đêm để Hà có được cái kết quả. Cái kết quả đầu tiên, thành công đầu tiên ở đây ấy, ở đây có thể là có cô chú anh chị đã từng nghe cái câu chuyện của Hà, thì là Hà đến môi trường câu lạc bộ là lúc đó là Hà cũng chưa dương tiền tỷ luôn. Và đặc biệt nữa là khi mà chưa dương và Hà làm kinh doanh truyền thống ngoài kia đấy, thì Hà bị cái tình trạng là Hà ôm hàng này, và cũng đầu tư rất là nhiều. Hà thì Hà làm về về chuỗi spa và làm đẹp, thì vừa ôm hàng vừa đầu tư cơ sở mặt bằng này kia, thì sau 2 năm dịch đó thì gần như là Hà bị bế tắc, và Hà gặp phải cái tình trạng mà vừa là không dương về tài chính, và đặc biệt mối quan hệ gia đình vợ chồng cái tầm này năm ngoái Hà vẫn rất là nhớ là lúc đó hai vợ chồng đã đưa đến một cái việc là viết đơn để ra tòa ly hôn, bởi vì nó quá nhiều vấn đề trong cuộc sống ấy. Thế nhưng mà đúng là đến mà khi mà Hà gặp quá nhiều bế tắc thì Hà cũng đi tìm những chỗ để học để mình cân bằng lại, mình cân bằng lại cuộc sống của mình. Và lúc này Hà cũng nghĩ là cho dù vợ chồng có không sống với nhau nữa thì có xa nhau ấy, thì nó cũng phải là happy ấy. Thì thực sự là rất là may mắn. Thì mới đầu thì Hà chỉ nghĩ là vào trong môi trường câu lạc bộ là Hà vào để gì, để thực hành lòng biết ơn mỗi ngày và tìm đến cái nơi nó có năng lượng để cho bản thân của mình ấy, là vượt qua, vì lúc đó là cuộc đời của Hà nó xuống dưới đáy rồi. Nhưng mà tuyệt vời là khi mà Hà vào trong môi trường này và Hà thực hành làm theo những kiến thức mà các doanh nhân chia sẻ, thì đầu tiên đấy là cái việc là Hà rất biết ơn là Hà viết lòng biết ơn với chồng, ngày nào Hà cũng viết, ngày nào Hà cũng viết luôn, và viết biết ơn với bản thân mình, và viết biết ơn, và đặc biệt là Hà thấy là cái sự vi diệu của lòng biết ơn đó là khi mà mình biết ơn bản thân, biết ơn những gì mà mình đang có trong cuộc đời, và đặc biệt Hà thấy là những cái gì xảy ra với Hà ấy, là do chính mình, là mình thiếu tư duy, thiếu tầm nhìn, thiếu kiến thức, và mình biết ơn điều đó nó đến để Hà trưởng thành hơn và tốt hơn. Và chính vì Hà đã trải qua những cái môi trường mà Hà đi học này, Hà đầu tư này kia đó, và khi mà vào đến môi trường câu lạc bộ thì Hà mới thấy ôi trời sao nó quá tuyệt vời đến như vậy, mà Hà lại không biết sớm hơn, không biết đón nhận sớm hơn. Thế nên là vì Hà đã trải qua rồi nên là gì, Hà vào đây Hà trân trọng và Hà nắm bắt. Còn có thể là những người mà chưa từng trải qua thì mình vẫn còn có những cái điều lăn tăn và vẫn còn nhiều hướng. Nhưng bản thân Hà thì chia sẻ ngày hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, nếu như nó nói bản thân Hà từ tận trái tim của Hà vô cùng biết ơn môi trường câu lạc bộ và cho Hà một cuộc đời hoàn toàn mới luôn. Một nửa năm từ tháng 7 đến bây giờ khi Hà tập trung vào môi trường câu lạc bộ ấy, thì Hà thấy là nó bằng 10 năm của Hà nỗ lực ở ngoài kia. Tại sao Hà lại nói như vậy? Bởi vì sao? Từ một cái người chưa chưa dương mà Hà đã gì? Tài khoản của Hà là 9 con số cả nhà. Hà vô cùng hạnh phúc luôn. Đấy là cái điều mà Hà cảm thấy là nó giống như nó hạnh phúc, nó vỡ òa luôn. Tiếp theo nữa là cái việc là gì? Hai vợ chồng một tí xíu nó thôi là Hà đã mất đi cái hạnh phúc gia đình của mình, thì Hà lại tái sinh được cuộc hôn nhân của Hà sau 13 năm. Và tháng 8 vừa rồi ấy, thì chồng Hà còn lúc đấy là Hà vẫn đi thị trường nhá, thì chồng Hà lại còn thương Hà là đi thị trường là sợ là vất vả, thế là chồng Hà đã mua ô tô tặng cho Hà. Bao nhiêu số anh chị cô chú ở đây mình mong muốn là được tặng ô tô à? Cái điều đấy Hà vô cùng bất ngờ vô cùng, bởi vì chồng Hà thì không phải là làm kinh doanh, mà chồng Hà lại là cái người mà đi đi làm công ty xí nghiệp thôi ạ. Và chồng Hà đã làm được cái điều này vì Hà, cho nên Hà rất xúc động luôn và rất là biết ơn.
và nhìn lại cái hành trình là chồng mình đã rất là tuyệt vời với khi mà yêu thương quan tâm. Thế nhưng mà khi đấy ở Hà lại không nhận ra cái điều đó và một chút xíu nữa thôi, nhưng mà rất là may mắn là khi vào trong môi trường câu lạc bộ và nhờ và thực hành lòng biết ơn và ra quyết định dùng sức mạnh tiềm thức để mình làm được cái điều mà mình muốn, là Hà luôn là ra quyết định là chồng của Hà là người như thế nào. Và đến cái thời điểm này bây giờ thì gần 2 tháng nay, tuyệt vời hơn nữa là chồng Hà đã vào tất cả các buổi Zoom để học. Đấy. Trước đây thì chồng Hà là gì, phản đối vô cùng luôn và bảo là vào trong này nghe nói toàn là cái gì gọi là hão huyền thôi, không có thực tế. Nhưng mà khi mà Hà chứng minh được bằng kết quả của Hà thì chồng Hà đã vào Zoom học suốt và hôm nay cũng đang ngồi lắng nghe những cái gì Hà đang chia sẻ đấy. Rất là biết ơn, Hà biết ơn vô cùng luôn. Đấy là những cái mà Hà thấy là rất là giá trị. Đặc biệt nữa là Hà thấy là hạnh phúc là cái con người Hà muốn trở thành ấy, là mình sống có giá trị và mình trao được giá trị cho mọi người mỗi ngày. Hiện tại bây giờ là gần 20 nhóm nhỏ của Hà là Hà đã trao giá trị hàng ngày cho hàng nghìn người. Đấy là cái điều Hà hạnh phúc vô cùng luôn. Và đấy chính là một trong những bí kíp để cho Hà nhanh chóng có được kết quả như ngày hôm nay. Và khi mà Hà tập trung ở trong trong nhóm ở trong câu lạc bộ thì liên tục tất cả các tháng Hà đều ở trong vị trí top 10 của câu lạc bộ về doanh số. Đấy là cái điều mà Hà cũng cực kỳ là biết ơn và đấy là cũng là động lực. Và Hà hiện tại thì trong nhóm của Hà, Hà đã giúp được cho hơn 30 người vào nhóm rèn luyện để cùng với Hà đồng hành và cùng với Hà phát triển. Đấy là những cái thành công mà thực sự nó rất rất nhiều, Hà rất là nhiều thành công, nhưng mà những cái đấy là những cái lớn nhất và những cái mà Hà thấy là chỉ có môi trường câu lạc bộ mới cho Hà được cái điều này. Bởi ngoài kia Hà đã long đong lận đận gọi là đời vả lên xuống rồi. Cho nên khi vào đây Hà thấy bình an, thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Hà cũng có chia sẻ với các anh chị em trong nhóm của Hà đấy, Hà thấy là ngoài kia cuộc sống ấy rất là nhiều sóng gió, nhưng mà Hà được ở trong câu lạc bộ giống như Hà có một cái lớp bảo vệ rất là vững chắc luôn và rất là yên tâm, rất là an toàn. Thực sự là ngồi đây nói và Hà vẫn rất rất là xúc động và rất biết ơn. Và có lẽ rằng là ngày hôm nay thì Hà xin phép là chia sẻ được đến đây thôi ạ. Và Hà xin gửi lời một lần nữa biết ơn rất là nhiều tới Chủ tịch Thanh Tú, Chủ tịch Công Minh và tất cả các anh chị em doanh nhân đã luôn hỗ trợ đồng hành và Hà cũng biết ơn tất cả những người cộng sự tuyệt vời của Hà đã tin tưởng, đã đồng hành với Hà để giúp cho Hà có được cái kết quả giống như ngày hôm nay. Và chắc chắn ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì Hà sẽ có những cái thành công và có những cái điều tuyệt vời để chia sẻ tới mọi người. Và chắc chắn là quy mô của Hà, Hà đã đặt mục tiêu là nó lên 10 lần. Và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị ngày hôm nay đã lắng nghe chia sẻ của Hà.